Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm quen phần 3 trên 6 của bài 20 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Trong phần này chúng ta tiếp tục làm quen với cái bảng từ Chúng ta tìm hiểu những từ còn lại của bài Trước khi chúng ta vào phần đàm thoại và bài đọc thêm Từ kế tiếp chúng ta có từ sụ Sụ, âm hóa Việt là chữ thuộc Ví dụ như thuộc về cái gì đó vẫn dùng từ này Chữ thuộc và với cái nghĩa là tuổi mà chúng ta nói theo 12 con giáp ấy. Ví dụ bạn tuổi gì, tôi tuổi con cọp hay là tôi tuổi con rồng hay tôi tuổi con rắn gì đó Là nó sẽ dùng chữ sù này Chúng ta xem các ví dụ bên dưới <laughs> Xin hỏi bạn tuổi gì Quá sù niểu Quá sù tôi tuổi con trâu à, chữ niễu là trâu bò nói chung nhưng người Việt Nam mình nó là tuổi con trâu. Sư sì y chiều chi san niên sân nè. Nà. Sư sì chi sân, nà. à, sân là sinh ra y chi san niễn 1973 như vậy là sinh ra vào năm 1973. Nì nè. Wa hụ. Wa sú hụ tôi tuổi con cọp. À, tuổi tuổi con cọp tức là tuổi dần á. Bí ni xèo dĩ xê bí là do so với anh xèo xuôi, là nhỏ hơn một tuổi, bí nị xèo dí xuê. Thiên số sủ hù tơ rễn, hẳn lèo bút xì à. Thiên số sủ tơ rễn, nghe nói những người mà tuổi dần, tức là tuổi con cọp á, hẳn lèo bút xì à. à. Rất là tài giỏi, lèo bút xì là tài giỏi là hay ho. Trên ta mà, thật không, trên ta mà, nì khan, vô mấy dù lèo bút xì ta. khan, bạn thấy đấy, của ta tôi chẳng có gì hay ho hết và chúng ta xem mở rộng ở bên dưới chúng ta có từ hụ hụ ở má việc là hổ thì có nghĩa là tuổi con cọp hay là tuổi dần gì đó cũng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên nỉ sụ sớm mơ quá cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 22 Cũng đọc là sụ Sụ ở đây âm hán Việt là thử Có nghĩa là con chuột Có nghĩa là con chuột Và ngày xưa người ta cũng rất sợ con chuột Vì À, nó phá hoại mùa màng và người ta cũng rất là tôn trọng nó vì cái khả năng sinh đẻ khả năng phùng thực rất là lớn à, ví dụ một năm nó có thể đẻ thành nhiều đợt mà một đợt đẻ thành nhiều con con người người ta cũng mơ ước được như vậy cho nên người ta vừa tôn sùng mà người ta vừa sợ nên người ta gọi chuột là lão sụ à, lão sụ đặt từ lò với đằng trước tức là ông chuột ông tí gì đó ở một số các cái vùng nông thôn việt nam ngày trước người ta vẫn gọi là ông chuột hoặc là ông tí không có dám gọi là chuột vì sợ nó sẽ phá hoại mùa màng rồi sụ là chuột chúng ta xem ví dụ bên dưới ba bà, bà lão sụ xì hoan sư sầm bà lão sụ xì hoan sư sầm bố ơi con chuột hoặc là chuột thích ăn gì vậy? Xì hoan chứ sầm mơ. Sầm hoan hoan Chỉ cho những cái loài vật thì chúng ta dùng từ thá đó. Ừ, cái gì chúng nó cũng thích ăn hết. Sẩm mà tha mình tôi xì hoan chứ. Wo bu xì hoan cho trùng tung ngu, của bu xì hoan cho trùng tung ngu. Tung ngu là động vật. Con không thích cái loài động vật này hoặc là cái loài vật này. của bu xì hoan cho trùng tung ngu, Nín á. Nín á. Còn bố thì sao? của cái nì dĩ dàng. Wo cái nì dĩ dàng. Bố cũng giống như con. Y tiện về bu xì hoan. Ý tiện về bố xì hoan, cũng không thích chút nào. Một chút cũng không thích, tức là không thích chút nào. Láo sụ tơ rô khởi gì chứ ma? Láo sụ tơ rô khởi gì chứ ma? Rô là thịt. Láo sụ tơ rô thịt của con chuột. Khởi gì chứ ma Có thể ăn được không? Khởi gì? À, có thể hoặc là được. Khởi xưa Khánh sào dù rình chứ. Khởi gì? Khánh sào dù rình chứ. Nhưng mà à, rất ít có người ăn, tức là ít người ăn.

Khở gì cái tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 23 từ thứ 23 là từ trứ ông nói việc là chích thì không còn thấy dùng trong tiếng việt của mình và từ trứ này là con nó dùng làm lượng từ cho nhiều cái thứ động vật lắm con gà con vịt con heo gì cũng dùng được từ này à, kể cả con hổ đồ này nó cũng dùng được dùng cho nhiều loài động vật từ trước chúng ta xem ví dụ bên dưới trơ trư chi tô xào chén trơ trư chi tô xào chén chi là chữ kê tức là con gà con gà này bao nhiêu tiền trơ trư chi tô xào chén 55 sử khoai 55 sử khoai 55 đồng thái quê là mắc quá thái quê là bố quê không mắc đâu nén tỷ là nén tỷ là cuối năm nén tỷ là cuối năm rồi sấm mơ tôi tràng gia sấm mơ tôi tràng gia cái gì nó cũng lên giá tràng gia là lên giá của giao liền chứ của giao liền chứ tôi mua hai con và tôi lấy hai con dĩ công sư tôi sợ dĩ công trước đây ta học là tổng cộng dĩ công sư tôi sợ tổng cộng là bao nhiêu Nín y bài y khoai bà. đến kề y bài y sử khoai bà. anh cho 101 đi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. chi ủ khoai. Thay quê là. Bố quê. Nén tỷ mơ gia. 一共是多少？您给一百一十块吧。Cái <laughs> tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ hai mươi bốn. Từ thứ hai mươi bốn là chín. Từ chín, ông nói việc là chữ kim. Kim có nghĩa là à, kim cũng có nghĩa là kim loại nhưng cũng có nghĩa là vàng, kim loại vàng của mình. Đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Papa, cho khoai sổ bẹo hào béo liên à. Ba bà, bố ơi, trơ khoai sổ bèo. Sổ bèo là cái đồng hồ đeo tay. Trơ khoai sổ bèo là cái chiếc đồng hồ đeo tay này. Khoai là lượng từ của sổ bèo. Hào bèo len à. Hào, uh, hào ở đây có nghĩa là hình bèo len. Hình bèo len à. Sư à, dễ hình quê. Sư à, dễ hình quê. Vâng, và cũng rất là đắt. Tôi sử dụng chiên trờ, chua tôi sử dụng jean chữ do là jean cũng là vàng thôi đều là dùng vàng để làm đấy tôi sử dụng jean chữ do ta nín mà giữ khoai bà nín mà giữ khoai bà bố mua một cái đi bố mua một chiếc đi nín ngon mà giữ khoai bà ba bà nà lì nó ba bà nà lì rồi nó lì là đâu có bố đâu có tiền mua chứ ba bà nà lì nó

Quần ba chúng ta đi thôi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Ba bà trôi khoai sổ béo hào phèo lén à. à, dễ hình quê. Tô sư dung chinh khoai ba. Ba bà nà lý yếu tinh Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 25 Từ thứ 25 đọc là sung Sung ông ở việc là chữ tống Thì vẫn còn à, tống tiễn từ tống đó Tống khứ Nó sẽ có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất chữ sung có nghĩa là đưa Ví dụ như là tôi đưa con tôi đi học của sung hãy suy sẻ hôm nay bạn tôi đưa tôi đến đây chi thêm của phấn vô sung của lại sung có nghĩa thứ hai là tặng sung kệ là tặng cho ví dụ xèo quảng sung kệ của dưới bình su bạn vương đã tặng cho tôi một quyển sách chè che sung của khỏi cần từ kệ cũng được sung với dưới chen sinh san chị tôi tặng tôi một chiếc áo sơ mi rồi chúng ta lần lượt khảo sát các ví dụ bên dưới xèo quảng mày thêm chào sang thì tôi cho sầm mờ sẻo quảng, mày thêm chào sáng, bạn vương là mỗi buổi sáng hoặc là mỗi sáng sớm, nì tôi cho sớm mơ, bạn làm gì, nì tôi cho sớm mơ, mày sáng chào buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, mỗi sáng buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi sáng sớm, buổi sáng

Tha cung Sư khẩn duyền, công ty của anh ấy rất xa, của anh rất xa. Một ví dụ khác, Chó thiên của chế chế xuống Thái Quân hồi lại, Tha xung vò ý khoai sổ biểu. Chó thiên của chế chế xuống Thái Quân hồi lại, ừ, Hôm qua chị tôi từ Đài Loan về, Tha xung vò ý khoai sổ biểu, à, Chị tặng cho tôi một à, chiếc đồng hồ với khoai sổ biểu. Nì trên sinh duyên, Nì trên sinh duyên, sinh duyên là may mắn bạn thật là may mắn từ trên này là thật bạn thật may mắn của mấy vô trẻ che của mấy vô trẻ che tôi không có chị xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nhé Xe quảng mày thêm chào sang thì tôi cho sợ mờ mày thêm sang của tôi yêu sung giờ suy sẻ xèo Nhi lão công bố bán nỉ mà,

thì che có âm à, về là chữ tiếp ví dụ như là tiếp thu là tiếp nhận gì đó vẫn dùng cái từ che này nó có cái nghĩa thứ nhất là đón như vậy là tôi đi đến trường để đón con tôi và chia sẻ sao che hại chưa hôm nay bạn tôi đến đón tôi xin thêm của phượng vừa lại che quà cái tiếp từ thứ hai có cái nghĩa khác đó là nhận nhận cái món quà của ai đó chẳng hạn hay là chấp nhận một cái điều kiện gì đó cũng dùng từ che này Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Xeo liến ni suy nở ra. Xeo liến ni suy nở Bạn Lâm mà bạn đi đâu vậy? Bạn đi đâu vậy? Ồ suy chế hải giờ. Ồ suy chế hải giờ. Tôi đi đón con. Nì hải giờ chỉ đèn xa khưa. Nì hải giờ chỉ đèn xa khưa. con của bạn mấy giờ tan lớp ra vậy? Tức là ra về Xa khơ là ra về. Đi học ra về sư tiền ban hãy cha số ủ phân sư tiền ban 4 giờ rưỡi hãy cha số ủ còn thiếu mười phút nữa còn thiếu 15 phút nữa một đoạn khác chỗ thiên của sung cái <laughs> xèo quảng ý trên sân sân chỗ thiên của sung cái xèo quảng ý trên sân sân hôm qua tôi tặng cho bạn vương một chiếc áo sơ mi ý trên sân xanh tha chia qua số chia cô chi chia là nhận lấy tha chia số bạn ấy nhận lấy và nói trời trên sân là trời kiểu dáng và màu sắc của cái chiếc áo sơ mi này thay đẹp quá đẹp quá xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nhé 小林，你去哪儿？我去接孩子。你孩子几点下课？四点半，还差十五分钟。昨天我送给小王一件衬衫，他接过去说：“这件衬衫的样子和颜色都太漂亮了。” Kế tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 27 là phu rệnh. Phu rệnh là phu nhân. Âm hán Việt này vẫn còn dùng trong tiếng Việt mình. Nhưng mà thường dùng trong những cái môi trường trịnh trọng và dùng cho những cái chính khách đồ các thứ. Hoặc là những người mà nổi tiếng. Ví dụ phu nhân của Tổng thống Mỹ hay là phu nhân của Thủ tướng Canada. Ví dụ như vậy. Còn với cái nghĩa thì vợ được rồi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên, na quay sư sệ. Xin quên, na quay sư sệ. Xin hỏi cái vị đó là ai vậy? Na quay sư sệ. Từ sệ cũng có một số nơi ở Trung Quốc đọc là sệ. Na quay sư sệ. Tha sư Yuen Nán Chủng Lý Tờ Phu Rến. Tha sư Yuen Nán Chủng Lý Tờ Phu Rến. Chủng Lý là Thủ tướng. Yuen Nán Chủng Lý là Thủ tướng Việt Nam. Tha sư Yuen Nán Chủng Lý À, bà ấy là phu nhân của thủ tướng Việt Nam à, chúng ta tìm hiểu một đoạn khác nữa Obama chủng thùng từ phu rễn. Obama chủng thùng từ phu rễn. Obama là Obama Obama chủng thùng từ phu rễn, tức là phu nhân của tổng thống Obama phê sản xuống miền phê sản xuống miền à, rất là thông minh rất thông minh phu nhân của tổng thống Obama rất thông minh. Nǐ zěn Sầm ma đây là bằng với quý sầm Tại sao bạn biết vậy? Ta cha à tôi trở giang số. Ta gia à là mọi người tôi trở giang số đều nói như vậy. Mọi người đều nói như vậy hết. Wo bu quan xin. Wo bu quan xin tôi không có quan tâm. Wo chỉ quan xin trở cái duyệt thờ cung chứ. Wo <An stim> chỉ quan xin tôi chỉ quan tâm. Trở cái duyệt thờ chứ là lương của tháng này thôi. Tôi chỉ quan tâm lương của tháng này thôi. Tháng này thôi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. 请问那位是谁？他是越南总理的夫人，奥巴马总统的夫人非常聪明。你怎么知道？大家都这样说。我不关心，我只关心这个月的工资。 Cái tiếp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ 28. Từ thứ 28 là niễu. Niễu âm hán Việt là ngưu. Ngưu là trâu bò nói chung. À, trâu bò nói chung. Nếu chúng ta muốn nói là con bò thì chúng ta có từ khoảng niễu. Khoảng là màu vàng. Khoảng niễu à, tức cái loài trâu bò màu vàng tức là bò. Và sùi niễu là thủy ngưu tức là trâu. Như vậy hoàng ngưu là bò và thủy ngưu là trâu. Khoảng niễu. À, sùi niễu con trâu là con nó có thể đi dưới nước được còn bò đi nước hoặc là ruộng lún sâu thì bò nó sẽ không đi được không cài được chúng ta xem ví dụ bên dưới ní xì hoan xuyên nỉu rô ma ní hoan nỉu bạn có thích ăn thịt bò không vậy bạn có thích ăn thịt bò không vậy hẳn sì hoan nì na hẳn sì hoan nì na rất thích còn bạn thế nào

Hảo Được đấy, chúng ta đi đâu ăn vậy? Chi 我家对面, đối diện nhà tôi. 我家对面有一个饭馆. men, dù Đối diện nhà tôi có một cái quán ăn, phan quan. Chúng ta đi đến đó ăn đi. Rồi, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Nhi sĩ 很喜欢，你呢？很喜欢，我也喜欢吃羊肉。今天晚上我们去吃羊肉吧。好啊，我们去哪儿吃呢？我家对面有一个饭馆，楼也呀。多。我家对面有个饭馆，我们去那儿吃吧。我们去那儿吃吧。chúng t Kế tiếp từ thứ hai mươi chín là từ chiều chiều âm nói việc là chữ tủ tủ có nghĩa là rượu thì âm nói việc là tủ vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình ví dụ tủ lượng gì đó à, vẫn còn dùng và với cái nghĩa là rượu thôi chúng ta xem ví dụ bên dưới Xèo cao nì hơi bủ hơi chiều xèo cao nì hơi bủ hơi chiều bạn cao à bạn có biết uống rượu không Chúng ta lưu ý là biết uống rượu không hay biết ăn cái món gì không vẫn dùng từ huê. Nì huê bú huê khơ chiều. Huê khờ sư wo bú xì hoan khơ chiều. Huê khờ sư wo bú xì hoan khơ chiều. Biết nhưng mà tôi không có thích uống rượu. Huê Tại sao vậy? Khơ chiều tôi sinh thì bố hậu. Khơ chiều tôi sinh thì bố hậu. Uống rượu đối với sức khỏe không tốt. Tức là uống rượu không tốt đối với sức khỏe. Phí chiều nó Phí chiều 啤酒 là bia Bia thì sao Ye bú hơ cũng không uống ye bú hơ cũng không uống Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Xèo cao ni hui bú hui hơi chiều Hui, khờ sư vô bú sỉ hoan hơi chiều Quý sầm mơ Hơ chiều tôi sinh thì bú hảo Phí chiều nó Dè bú cũng không uống Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 3 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Thân chào!